Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, các quý vị thần linh trong cửu pháp giới, quý vị anh linh, hương linh, vong linh trong khắp ba đường sáu nẻo. Trong kinh Đức Phật có dạy rằng ba cõi không yên giống như nhà lửa, muốn xa lìa cõi khổ thì phải hướng về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi thì không thể bỏ qua sự thụ trì giới pháp. Giới như chiếc bè báu để đưa người qua biển khổ. Giới như khoảng đất bằng khiến cho muôn vật từ đấy phát sinh. Giới như ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tăm. Giới là con đường thẳng tắp để đưa đến cửa ngõ nhân thiên, là cửa ngõ để vào cảnh giới Niết Bàn. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy rằng nếu có chúng sinh nào muốn dứt trừ các khổ, hưởng sự vui vô thượng Niết Bàn thì phải lãnh thọ tam quy và thụ trì ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh cho đến trong giây lát quy y Tam Bảo, người đó ở đời vị lai cũng được chứng quả Niết Bàn. Nay nhờ vào thiện duyên kiếp trước được gặp Tam Bảo, lại được gặp chính pháp và pháp hội tam thời hệ niệm hộ quốc tức tai, cầu nguyện âm siêu dương khánh, do Sa Môn Thích Đạo Thịnh y theo giáo huấn của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không chủ xướng. Nay có quý liên hữu Phật tử cập chư vị thần linh, anh linh, hương linh, vong linh, chư vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con hiện diện trong đạo tràng này, xin chí thành quy hướng Tam Bảo, đỉnh lễ cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không làm thầy A Xà Lê chứng minh và trao cho pháp tam quy, cùng với ban cho đồng một pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Giờ này kính xin các quý vị trai chủ đại diện cho chư vị thần linh, anh linh, hương linh, vong linh, các vị oan gia trái chủ và quý liên hữu Phật tử đồng tu trang nghiêm cung kính đỉnh lễ chư Phật và đỉnh lễ cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không mật giảng pháp diên chứng minh và làm thầy A Xà Lê trao truyền giới pháp cho đại chúng trong pháp hội này. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ lên lễ lên lễ lên xá chí tâm đến lễ Nam Mô Tát Nư không biên pháp giới quá hiền vĩ lai thập phương chư Phật Đà Gia. Chí tâm đến lễ Nam Mô Tát Hư không biên pháp giới quá hiền vĩ lai thập phương chư Đạt Ma Giang.
chỉ tâm đến lễ Nam Mô Tát Nữ không biến pháp giới quá hiền vĩ lai thập phương chư tăng già giang lên chỉ tâm đến lễ Nam Mô Sa Ba giáo chủ điều ngự bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Kỳ Viên Nội Thượng Phật Bồ Tát Lên chỉ tâm định lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát chỉ tâm định lễ Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Xá Tỉnh Đại Chúng Quy Nam Mô A Di Đà Phật Ngưỡng Bái Bạch Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Tân Mão tại Đạo Tràng Niệm Phật Đường Chùa Tản Viên xã Minh Quang huyện Ba Vì thành phố Hà Nội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự do Đại Lão Hòa Thượng chứng minh và làm chủ có các quý vị thần linh, anh linh, hương linh, vong linh, các quý vị oan gia trái chủ và quý liên hữu Phật tử đồng tu. Chúng con phát đại thiện tâm xin quy y Tam Bảo. Chúng con xin được kính thỉnh trên Đại Lão Hòa Thượng Từ Bi Hứa Khả vận Đại Từ Đại Bi Bất Khả Tư Nghị Tâm để chứng minh và làm Thầy A Xà Lê trao truyền quy giới cho quý liên hữu phát tâm cầu thụ Tam Quy Y trong Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm này. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Để... Để... Đơn.
xà lê tồn niệm, đệ tử diệu âm, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Lễ lên. Nay đã quy y Phật rồi, xin kính Phật làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y hung thần quỷ vật. Lễ nay đã quy y Pháp rồi, xin lấy Pháp làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y ngoại đạo tà giáo. Lễ lên. Nay đã quy y Tăng rồi, xin kính Tăng làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y tổn hữu ác đảng. Lễ đệ tử chúng con được pháp danh là Diệu Âm, kể từ nay cho đến mãi về sau, quy y Phật rồi, không bị đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi, không bị đọa làm ngã quỷ, quy y Tăng rồi, không bị đọa làm súc sinh. Lễ chúng con quy y Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy y Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy y Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Để lên A Xà Lê tổn niệm, đệ tử Diệu Âm, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Lễ lên. Nay đã quy y Phật rồi, xin kính Phật làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y hung thần quỷ vật. Nay đã quy y Pháp rồi, xin lấy Pháp làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y ngoại đạo tà giáo. Lễ lên.
Nay đã quy y Tăng rồi. Xin kính Tăng làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y tổn hữu ác đảng. Lễ lên. Đệ tử chúng con, được pháp danh là Diệu Âm. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Quy y Phật rồi. Không bị đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi. Không bị đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi. Không bị đọa làm súc sinh. Lễ chúng con quy y Phật rồi. Nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Quy y Pháp rồi. Nguyện đời đời tu học chính Pháp. Quy y Tăng rồi. Nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Lễ lên. A Xà Lê Tồn Niệm. Đệ tử Diệu Âm, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Lễ lên. Nay đã quy y Phật rồi. Xin kính Phật làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y hung thần quỷ vật. Lễ lên. Nay đã quy y Pháp rồi. Xin lấy Pháp làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Lễ lên. Nay đã quy y Tăng rồi. Xin kính Tăng làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y tổn hữu ác đảng. Lễ lên. Đệ tử chúng con, được pháp danh là Diệu Âm. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Quy y Phật rồi. Không bị đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi. Không bị đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi. Không bị đọa làm súc sinh. Lễ lên. Chúng con quy y Phật rồi. Nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Quy y Pháp rồi. Nguyện đời đời tu học chính Pháp. Quy y Tăng rồi. Nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Lễ lên.
Kính thưa các quý vị, thần linh, anh linh, hương linh, vong linh cùng với chư vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của tất cả quý liên hữu Phật tử trong đạo tràng này, cùng với chư vị liên hữu Phật tử, hôm nay là ngày cuối cùng của 3 ngày pháp hội tam thời hệ niệm Phật sự hộ quốc tức ta tại chùa Tản Viên, theo lời y giáo của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Chư Tăng Ni và quý liên hữu Phật tử đồng tu chùa Tản Viên cùng với Ban Pháp Khí, Ban Trợ Niệm Miền Bắc tổ chức Đại lễ Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự. Giờ này, chư vị thần linh, anh linh, vong linh, hương linh, chư vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của quý liên hữu Phật tử trong đạo tràng này đã được quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Các quý vị, thời gian rất gấp, chỉ còn 3 thời Phật sự nữa thôi, là 3 ngày tổ chức tam thời hệ niệm khép lại. Vì vậy, trong 3 thời cuối cùng của đợt hành lễ Phật sự lớn lao này, kính mong chư vị thần linh, anh linh, hương linh, chư vị oan gia trái chủ đẳng tùy theo âm thanh niệm Phật của chư Tôn Đức Tăng Ni, quý liên hữu Phật tử trong đạo tràng này, cầu nguyện Đức Tử Phụ A Di Đà Phật phóng ánh kim quang tiếp đón chư vị vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh ly chư khổ, đắc vô thượng Bồ Đề Phật Pháp, rồi tùy nguyện quay lại cõi Sa Bà phổ độ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị hiện diện trong đạo tràng này, xin chư vị hãy y theo giáo giới của Đức Phật và y theo truyền giới sư A Xà Lê Thượng Tịnh Hạ Không để mà thực hành. Hãy bỏ ác làm lành, hãy chuyên trì danh hiệu Đức Tử Phụ Nam Mô A Di Đà Phật, một đời phát nguyện vãng sinh, tùy xứ để vãng sinh, không mượn vào thần thức, không mượn vào tấm thân của chư vị liên hữu trong đạo tràng này. Cứ tùy xứ để vãng sinh, hãy tùy xứ Tát Bà Ha Nam Mô vãng sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Y xin quý vị y giáo phục hành thiện nhị, thiện nhị, thiện nhị A Di Đà Phật. Lễ lên, lễ lên, lễ lên,
Thank you.
Oh.
Thank you.
điển hương can bàn kết ngoại chỉ bản chân hoàn vật kinh thiên địa chỉ sinh thành khởi thuộc ấm dương nhi tạo hóa nhiệt hướng lưu trú chuyển thân cũng như trường thường chủ tam bảo sát hại bản đế cực lạc đạo sư A Di Đà Phật quán âm thế chỉ thanh tịnh hải chúng ta Thank you.
Việt Mông Vô Lượng.